Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã đến với kênh YouTube của Trader Việt. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích Bitcoin và anh coi theo production. Và không làm mất thời gian của anh chị nữa, chúng ta cùng đi vào video thôi. Do you want to have access to the latest technology that lets you be one step or even a few steps ahead? Do you want to be like me? You can when you trade with DexTV. Ngày hôm nay thì ngoài những cái biểu đồ đồng Bitcoin và altcoin mà Hoài phân tích trong cái video này, thì ở cuối video Hoài sẽ còn phân tích thêm một cái biểu đồ cực kỳ đặc biệt nữa. Đấy, có thể là biểu đồ này mà anh chị chưa bao giờ thấy, và cái biểu đồ này nó sẽ đưa ra một cái chiến lược cực kỳ quan trọng ha. Nó mang tính trung và dài hạn luôn. Và mình nghĩ là bất kỳ anh chị giao dịch crypto hay là giao dịch Bitcoin nào cũng đều phải biết được cái chiến lược này, nếu không thì anh chị sẽ mất rất là nhiều lợi nhuận đó. Anh chị nhớ ha, ở cuối video clip chúng ta sẽ phân tích cái biểu đồ mới đó. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi vào biểu đồ Bitcoin. Trước khi đi vào biểu đồ Bitcoin thì anh chị nhớ ha, bất kỳ những cái video phân tích Bitcoin hay là bài Forex chứng khoán Mỹ hay là những cái thị trường nào thì anh chị cũng nên để lại một comment bên dưới, thì Hoài sẽ trả lời, đọc cái comment thắc mắc của anh chị và trả lời cái comment của anh chị bằng một cái nhận định của Hoài. Và bên cạnh đó, nếu mà anh chị nào mà có một cái nhận định về cái thị trường ha, trong cái thời gian tới, hay là anh chị đang giao dịch đồng coin nào, anh chị có cái kèo nào hấp dẫn, thì anh chị cũng nên để lại comment chia sẻ cho những anh chị khác, chúng ta cùng bàn luận với nhau và cùng kiếm lợi nhuận trên thị trường. Và dĩ nhiên là anh chị đừng quên bấm like và share cái video này nếu anh chị thấy nó hữu ích với anh chị ha, trên Facebook, share trên Facebook đó. Hoặc là anh chị bấm, và anh chị nhớ bấm nút subscribe đăng ký ha, và nút quả chuông kế bên nút subscribe để mà chúng ta nhận thông báo khi mà trải điểm và ra những cái video clip mới. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào video Bitcoin. Như anh chị đã thấy thì chúng ta đã có một cái đợt tăng trưởng rất là lớn ha, một đợt tăng trưởng rất là mạnh mẽ trong tuần vừa rồi. Thì Hoài đã cảnh báo với anh chị trong nhiều tuần trước rồi, đó là Bitcoin sau cái đợt giảm giá chính giữa này nè, là nhiều anh chị rất là sợ hãi ha. Có một cái đợt giảm giá rất là mạnh từ tận đỉnh 12.000 xuống gần 9.700, mất gần 3.000 USD. Thì nhiều anh chị rất là sợ hãi, nhưng mà chúng ta nhìn trên biểu đồ trung hạn, anh chị thấy nguyên một cái xu hướng tăng rất là đẹp như thế này. Anh chị thấy không ạ? Nguyên một cái xu hướng tăng, nhìn nếu mà nhìn trung hạn, nhìn trên một cái view, tức là một cái quang cảnh là rộng rộng hơn á, chúng ta sẽ thấy được cái view trung hạn của Bitcoin là nó tăng lên rất là đều và rất là đẹp. Chúng ta có đỉnh cao hơn, chúng ta có đáy cao hơn, và chúng ta mới gần đây có thêm một cái đỉnh cao hơn nữa ngay bên tay phải này. Thì những cái đỉnh cao hơn và đáy cao hơn như thế này cho thấy Bitcoin đang đi trong một xu hướng tăng trung hạn trên khung thời gian D1 rất là mạnh và rất là tốt. Cho nên cái thời điểm mà giá nó giảm mạnh như thế này, nhiều anh chị rất là sợ hãi. Nhưng Hoài đã nói rằng, khẳng định với anh chị rằng xu hướng tăng trung hạn của Bitcoin vẫn còn tồn tại, và chúng ta thậm chí hoàn toàn có thể mua lên. Nếu mà anh chị nào mà có theo dõi được cái video mà Hoài phân tích vào cái thời điểm là khoảng đầu tháng 9 nè, ở đầu tháng 9, video phân tích Bitcoin và anh coi khoảng đầu tháng 9, là anh chị hoàn toàn có thể mua được ngay cái mức giá đáy thấp nhất của cái đợt con sóng tăng này, là quanh khoảng 9.900, khoảng 10.000 đó. Họ đã khuyến nghị mua khi mà giá chạm lại cái vùng ở đáy này. Đấy ha, là chúng ta hiện tại đang có lợi nhuận rất là tốt, mặc dù trên cái con đường, trên cái trong giữa cái khoảng thời gian đó chúng ta có một cái lệnh bán ngay tại đây và chúng ta dừng lỗ một lệnh. Nhưng mà không sao ha, với những cái lợi nhuận chúng ta kiếm được, chúng ta hoàn toàn có thể bù lại được những cái lệnh lỗ. Với việc mà Bitcoin phá vỡ cái đỉnh trước đó và tạo ra một đỉnh mới, thì chúng ta xác nhận xu hướng tăng của Bitcoin vẫn còn tồn tại và nó đang được tiếp diễn nha anh chị ha. Đấy, cái giai đoạn điều chỉnh của nó là giai đoạn chính giữa nè. Đấy, cho nên chính giữa chúng ta khoanh tròn chính giữa này là giai đoạn điều chỉnh, và hiện tại là nó bước sang một con sóng tăng mới rồi ha, anh chị thấy không ạ? Thì sắp tới chúng ta tiếp tục mua lên khi mà giá điều chỉnh quay trở lại những cái vùng tiềm năng, chúng ta mua lên theo tuần theo xu hướng tăng. Cái vùng đầu tiên là cái vùng 12.400, bởi vì nó là cái vùng đỉnh cao nhất trước đó. Và cái vùng thứ hai là 12.000, vì sao? Bởi vì nó thấp hơn cái vùng đỉnh cao nhất trước đó, nhưng nó lại là một cái đỉnh rất là quan trọng. Nó đi qua 1, 2, 3 đỉnh quan trọng ở vùng quanh vùng 12.000 ha. Hai vùng quan trọng là vùng 12.000 và vùng 12.400. Anh chị chờ cho giá chạm lại hai cái vùng này, thành tâm cho chúng ta mua lên được.
đơn giản. Tiếp theo là biểu đồ Ethereum. Với Ethereum thì tuần vừa rồi chúng ta đã có một kỳ vọng là sẽ mua vào khi giá phá vỡ lên trên vùng 389 này, và hiện tại giá đã có cú phá vỡ lên trên vùng 389 rất là đẹp và rất là rõ ràng rồi. Đây không thể nào là một cái phá vỡ giả được, bởi vì anh chị thấy cái thanh nến phá vỡ lên nền quanh bên tay phải này, anh chị phóng lên trên và đóng cửa rất là cao phía trên, cho nên rất là tốt. Đây là một thanh nến phá vỡ breakout rất là nội lực, rất là nội lực, và đây sẵn sàng khẳng định là Ethereum cũng bước chuyển sang một xu hướng tăng luôn rồi. Chúng ta cũng thể mua vào Ethereum chờ giá điều chỉnh quay trở lại cái vùng mà vừa bị phá vỡ 389 và hình thành setup price chúng ta mua lên. Hiện tại thì giá cũng đang nằm bên trên, đóng cửa bên trên so với đường EMA, cho nên chúng ta có thể chờ những cái lần mà giá chạm lại đường EMA để mà chúng ta mua lên được. Khả năng là lần sắp tới giá chạm đường EMA là cũng sẽ chạm lại cái vùng 389 này luôn. Tiếp theo là Ripple. Hay Ripple. Ripple Hoài phát hiện một cái mô hình. Đó là mô hình vai đầu vai ngược. À, nhớ không ạ? Vai đầu vai ngược rất là tốt ha. Mô hình này nó kéo khá là dài. Kéo khá là dài từ tận cuối tháng 8 đầu tháng 9 cho tới bây giờ. 2 tháng trời, nhớ không ạ? Những cái mô hình mà kéo dài trong trung hạn là thường thường có xác suất thắng cao hơn, và cái mức độ, cái khả năng mà nó đạt được 100% mục tiêu là cao hơn. Giá bây giờ thì gần như là phá vỡ mô hình rồi đã chị. Đấy, có một cái thanh nến phá vỡ lên rồi nhưng mà nó chưa được mạnh mẽ lắm ha. Chúng ta chờ cho những cái dấu hiệu tăng giá xuất hiện quanh cái vùng là 0.254, 254, và chúng ta mua lên ngay quanh cái mức giá này. Hoặc là chúng ta thấy giá điều chỉnh xuống thấp hơn một chút nữa, chạm lại cái đường EMA bên dưới nè, thấy không ạ? EMA bên dưới chúng ta mua lên, có thể mua lên được. Mục tiêu của XRP chúng ta đo bằng cách là chúng ta đo cái chiều cao của cái mô hình chúng ta căng lên trên. Đấy. Đấy ha. Kéo lên chúng ta sẽ thấy được cái mục tiêu là quanh 0.29, 0.3. Đấy, cái mục tiêu chúng ta là quanh 0.3. 0.29 nhưng 0.3 nó cao hơn ha. 0.29 là anh chị chốt lời được rồi. Tiếp theo là Litecoin. Với Litecoin thì chúng ta cũng thấy một cái mô hình rất là tương tự, đó là mô hình vai đầu vai ngược luôn. Và Litecoin thì cái cú phá vỡ của nó đã xảy ra rồi. Giờ hãy để ý cái thanh nến phá vỡ của nó nè. Một thanh nến rất là lớn, cực kỳ dài luôn, dài hơn toàn bộ những thanh nến trước đó khoảng 3 tháng trước đó cộng lại luôn anh chị. Vậy thấy không ạ? Toàn bộ những thanh nến không có thanh nến nào dài bằng cái thanh nến này. Rất là mạnh mẽ. Từ đáy 45.5 mà nó vượt lên tới tận đỉnh 52 luôn. Một cái đợt một thanh nến ngày thôi mà nó tăng trưởng mạnh mẽ như vậy. Chứng tỏ đây là mô hình vai đầu vai ngược đã phá vỡ rất là tốt rồi. Cho nên anh chị có thể mua vào ha, nhưng đừng có mua ngay quanh cái mức này, không có tốt. Nó đang ở mức giá cao, chúng ta chờ cho giá điều chỉnh xuống một chút xíu, quanh cái mức 50.145 hoặc là 50, vùng số tròn 50 thì chúng ta có thể mua lên được khi giá thành setup price. Hoặc là chúng ta chờ cho cái đường EMA nè, một trắng bên dưới nè, bắt đầu dần dần tiến lên trên và nó chạm lại giá bắt đầu chạm lại đường EMA, thì đó là một cơ hội chúng ta mua vào. Khi mà giá còn cách xa đường EMA như ở thời điểm hiện tại thì anh chị khoan mua ha, bởi vì nó đang vượt quá cái mức trung bình ha, cái mức trung bình của giá thì có khả năng là nó sẽ bị cái đường EMA nó hút ngược trở lại. Đấy, nó có cái thiên hướng như vậy đó, gần như thị trường nào cũng vậy hết. Bất kỳ khi nào mà giá vượt quá đường EMA, giống như anh chị nhìn cái ví dụ bên tay trái nè, vượt quá đường EMA theo hướng xuống dưới thì nó đều có cái thiên hướng là nó bị hút trở lại cái đường EMA, sau đó nó mới giảm tiếp. Anh chị thấy không ạ? Cái thiên hướng của nó là như vậy đó. Bây giờ cũng như vậy, chúng ta thấy giá vượt quá đường EMA theo hướng tăng thì nó có thiên hướng nó bị hút trở lại, rồi sau đó chúng ta mua sẽ có cái mức giá tốt hơn. Tiếp là đường đồng Bitcoin Cash. Với Bitcoin Cash thì tuần vừa rồi chúng ta cũng có một cái kèo ha, mua ngay quanh cái mức là 239.32 này. Đấy, anh chị nào mà mua được Bitcoin Cash theo quanh cái đúng ngay cái mức đáy 239.32 này, anh chị để lại comment bên dưới cho hai nha. Chúc mừng anh chị là đã mua được Bitcoin Cash tại mức giá rất là tốt và hiện tại đang có lợi nhuận rất là cao ha, rất là tốt ha. Nếu mà anh chị đã mua được mức 239.32 này rồi là bây giờ anh chị đang ấm thân rồi. Cho nên hiện tại anh chị giữ nguyên cái mức giá mua này, giữ nguyên lệnh này, chúng ta kéo dừng lỗ về hòa vốn anh chị ha, kéo dừng lỗ về mức hòa vốn là mức 239.32. Bởi vì hiện tại chúng ta thấy cái đường EMA 21 nó đang nằm cao hơn cái mức chúng ta vào lệnh rồi.
cho nên chúng ta kéo dừng lỗ và hạ vốn là ok rồi. Chờ cho giá tiếp tục ha, tăng và chúng ta dần dần dời cái dừng lỗ lên trên thì chúng ta khóa lợi nhuận thôi. Kèo bây giờ nó trở nên rất là dễ dàng rồi. Đồng coin tiếp theo là đồng NEO BTC. Với NEO BTC chúng ta đã bán rất là cách đây rất là lâu rồi. Ok, kèo bán chúng ta quanh cái đường cái thanh pin 3 giảm giá này chị, quanh khoảng đầu tháng 10. Và tới bây giờ là chúng ta đã giữ kèo này hơn một tháng, gần một tháng trời rồi, hơn 20 ngày rồi. Hiện tại thì giá vẫn đang trên con đường tiếp tục giảm xuống, chạm cái mục tiêu của chúng ta là quanh 0.1252. Thì bây giờ nó đang đi được hơn nửa mục tiêu rồi, anh chị chốt lời 1/2 vị thế cho mình ha. Chúng ta giữ 1/2 còn lại và chúng ta kéo trailing stop xuống thôi. Trailing stop chúng ta kéo xuống quanh cái mức là đường EMA21 nè, quanh 0.1525. Chúng ta khóa bớt cái phần lợi nhuận của phần trailing stop còn lại thì để cho chắc chắn cái phần dự lệnh chúng ta giữ còn lại cũng có lợi nhuận luôn. Mục tiêu chúng ta nhắm tới là 0.1252 ha, khi giá chạm mức này chúng ta chốt lời. Rồi bây giờ tới một cái biểu đồ rất là quan trọng mà Hoài muốn nhắc anh chị, nó liên quan tới một cái chiến lược, đó là chiến lược giao dịch trong trung hạn của chúng ta luôn, ảnh hưởng lên toàn bộ cái đồng coin mà anh chị vào luôn, đó là biểu đồ Bitcoin Dominance. Đấy. Bitcoin Dominance ha. Đây. Anh chị gõ trên Trading View ha, trên Trading View, bởi vì cái biểu đồ của XTB thì không có cái Bitcoin Dominance này, không có biểu đồ này, cho nên Hoài mượn tạm cái biểu đồ của Trading View. Anh chị lên Trading View, anh chị gõ cái chữ là BTC chấm D. Đấy, BTC chấm D ha, là chúng ta sẽ thấy được cái biểu đồ Market Cap BTC Dominance. Thì cái Bitcoin Dominance này nghĩa là gì, để Hoài giải thích cho anh chị nghe. Tức là cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin chiếm ha, trên toàn tổng cái vốn hóa của toàn thị trường. Anh chị tưởng tượng cái vốn hóa của thị trường Bitcoin, thị trường cryptocurrency là một cái cục bự như thế này, một cái dấu tròn như thế này, thì Bitcoin nó chiếm một phần rất là lớn, là nó chiếm tới 60%, hơn 60% cái vốn hóa của toàn thị trường cryptocurrency rồi. Thì một mình Bitcoin là chiếm 60% và gần 40% còn lại là toàn bộ những cái đồng altcoin còn lại đó. Anh chị hãy Bitcoin là nó gần như là nó di chuyển toàn bộ thị trường cryptocurrency luôn. Bitcoin tăng thì gần như là cả thị trường nó sẽ đi tăng theo, bởi vì cái tính cái phần trăm vốn hóa của nó luôn luôn cao ở mức đó. Thì đây chính là cái biểu đồ mà thể hiện cái chỉ số phần trăm mà Bitcoin chiếm dụng vốn hóa của toàn thị trường đó. Cái việc mà cái phần trăm vốn hóa của Bitcoin tăng lên, đúng không ạ, tăng lên chứng tỏ là cái dòng vốn nó đang được di chuyển từ altcoin, tức là từ những cái đồng coin mà altcoin vốn hóa thấp hơn á, di chuyển sang cái vốn hóa của Bitcoin. Lúc đó là chúng ta nên mua Bitcoin thay vì mua những cái đồng altcoin, bởi vì Bitcoin đang tăng hơn so với những cái đồng altcoin còn lại. Ngược lại ha, khi mà cái Bitcoin Dominance này mà giảm đi, tức là nó giảm thấp hơn 60%, nó xuống còn khoảng 50% hay là 50 mấy chẳng hạn, thì lúc đó chứng tỏ là cái dòng vốn nó đang từ Bitcoin, nó đang túa ra xung quanh những cái đồng altcoin còn lại. Đó chính là cái thời điểm mà mùa altcoin tăng, altcoin tăng giá và Bitcoin sẽ đi ngang hoặc là giảm giá. Đó là một trong những cái khái niệm quan trọng nhất nếu mà anh chị là một crypto trader. Anh chị phải biết được là thị trường hiện tại nó đang, cái dòng vốn nó đang đổ vào Bitcoin hay là cái dòng vốn nó đang đổ vào altcoin để chúng ta vào vốn cho hợp lý. Nếu thị trường đổ dòng vốn vào Bitcoin mà anh chị cứ liên tục anh chị tìm những cái đồng altcoin chị vào, là anh chị đang thua thiệt rất là nhiều so với những trader còn lại. Ngược lại ha, nếu mà thị trường đang tìm những cái altcoin để mà tăng giá, để mà bơm lên, mà anh chị mua Bitcoin là anh chị không phải là âm vốn, mà là anh chị chôn vốn vào Bitcoin, nó đi ngang mà nó không có tăng. Đó rất là quan trọng ha. Cái biểu đồ Bitcoin Dominance này nó cho thấy cái xu hướng của cái Bitcoin Dominance hiện tại. Anh chị thấy Bitcoin Dominance ha, hiện tại đang ở mức quanh 61.81%, tức là Bitcoin đã đang chiếm tới 61.81% vốn hóa của toàn thị trường đó. Và anh chị thấy cái mô hình vai đầu vai ngược nữa mà, vai đầu vai ngược, và nó vượt qua cái đường cổ rồi, đường cổ là quanh 60.32 đó. Cái việc mà
cái biểu đồ Bitcoin Dominance nó vượt qua cái đường cổ mô hình ba đầu vai ngược, chứng tỏ là có khả năng cái Bitcoin Dominance này nó sẽ còn tăng tiếp, đúng không ạ? Nó sẽ còn tăng tiếp và khả năng nó sẽ còn tăng lên cao hơn nữa. Đấy, nó đảo chiều từ giảm sang tăng rồi nè chị. Cái mục tiêu của Hoài là có thể lên tới 65%. Đó. Từ mức giá hiện tại, từ cái mức mà Dominance hiện tại lên tới 65% là còn một chặng đường khá xa nữa, chứng tỏ là trong thời gian tới Bitcoin sẽ tăng mạnh hơn những altcoin còn lại. Cho nên anh chị vào vốn thì anh chị nên tập trung vào Bitcoin nhiều hơn là altcoin. Phần lớn cái altcoin bây giờ tăng không có tốt bằng Bitcoin đâu. Đặc biệt ví dụ như là cái biểu đồ Neo BTC hồi nãy Hoài cho anh chị xem đó. Đấy, cái biểu đồ Neo BTC là nó đang cái xu hướng giảm đúng không ạ? Chứng tỏ là Bitcoin đang tăng trưởng mạnh hơn so với đồng Neo. Điều đó không có nghĩa là đồng Neo không tăng trưởng. Neo cũng có thể tăng trưởng theo, nhưng Bitcoin nó đang tăng mạnh hơn, cho nên cái biểu đồ mà Neo BTC nó đang có xu hướng giảm là như vậy đó anh chị. Cái điều mà chốt lại mà Hoài muốn nói qua cái biểu đồ Bitcoin Dominance này là chúng ta nên vào vốn Bitcoin ở thời điểm hiện tại hơn là vào vốn những cái đồng altcoin, bởi vì Bitcoin đang tăng mạnh hơn và cái dòng vốn nó đang di chuyển vào Bitcoin nhiều hơn. Đấy, kết luận của Hoài từ cái biểu đồ Bitcoin Dominance là như vậy. Cho nên cái điều này, nếu cái điều này mà ảnh hưởng đến cái chiến lược giao dịch của anh chị mà có ích cho anh chị thì anh chị nhớ chia sẻ cái video này rộng rãi ra. Đấy, bấm nút chia sẻ. Nút chia sẻ là cái nút mà mũi tên quay đó anh chị ha. Bấm nút chia sẻ lên trên Facebook của anh chị. Anh chị ha, nhớ không ạ? Chia sẻ lên Facebook của anh chị nếu mà chị thấy cái video này mà hữu ích với anh chị. Đặc biệt là cái thông tin về Bitcoin Dominance này là không phải là ai cũng biết đâu, đúng không ạ? Không phải là ai cũng biết đâu. Nhiều anh chị là mình biết là đang còn tìm những cái đồng altcoin vốn hóa thấp nữa kìa, trong khi Bitcoin là cái đồng coin hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại mà anh chị là không chịu vào. Đấy. Rồi. Nếu cái video này hay thì anh chị nhớ bấm chia sẻ ha. Chia sẻ, bấm like video, bấm subscribe kênh và bấm quả chuông để mà nhận được thông báo khi mà Hoài ra những cái video mới. Nhớ để lại comment ha, để lại comment một cái đồng coin anh chị thắc mắc hoặc là cái nhận định trong thời gian tới của anh chị. Rồi, xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.